chiến thắng. Chính ủy, đơn vị vừa chiến thắng. Nhân thời cơ này, xin được phép tiến công chiếm hoàn toàn cứ điểm địch. Đảng ủy trung đoàn cũng quyết định đúng như vậy. Vết thương của mày thế nào? Bố, bố có giận con lần thứ 109 nữa không nào? Mình rất vui và rất sung sướng vì đơn vị đã đứng vững trên cao điểm này. Nào, tấn công nào. Pháo hiệu tấn công. Long đấy à? Anh bị thương mà vẫn chiến thắng quân giặc. Đã từ lâu Nam mong đợi giờ phút này. Hôm nay Nam được bước đi, được cầm ống nói, chúc mừng chiến công đơn vị ta. Thế thì để chúc mừng Nam đơn vị, đánh cho bọn Mỹ không mở mắt ra được. Thank you.
ở bên cầu qua suối ấy, phải không Mai? Nam nhìn đúng lắm. Còn lối xuống hầm thì có 4 bậc. Tới bậc thứ 2 Mai thường dừng lại, rồi xuống rất nhẹ chân. Nam tài quá, tiếp nữa đi. Và Mai sẽ đi thêm 4 bước nữa thì tới bên giường Nam. Mọi khi Mai dùng tay phải đặt lên trán Nam, nhưng hôm nay Mai lại dùng tay trái, vì tay phải Mai còn cầm mấy bông phong lan rất thơm. Thôi chết, thư của Lê à? Chết thật đấy. Ai bảo không viết thư cho Lê về chuyện nằm quân y? Mai đọc giúp Nam với. Có tiện không? Sao không tiện? Nam của em, yêu Nam, mến Nam, thương Nam, nhớ Nam, âu yếm Nam, cảm phục Nam, tất cả những lời lẽ ấy. Mai cứ thêm thắt vào làm gì? Khổ quá, Mai thề là không bịa thêm chút nào hết. Đã thế, Mai không đọc nữa. Thôi thôi, đọc tiếp đi, Mai. Âu yếm Nam, cảm phục Nam, tất cả những lời lẽ ấy, dù có viết hàng trăm lần, dù có viết hàng nghìn lần, cũng chẳng xứng được với Nam đang chiến đấu. Thêm cả nghĩa vụ của Lê khi Lê học xa tổ quốc. Càng biết như thế, Lê càng tin tưởng Nam đã chọn đường đi đúng. Thư từ lắm chuyện quá. Yên chí, còn nhiều chuyện lắm đấy. Nam ạ, một chị bạn Mỹ Latin cùng học với Lê, chị Marta bảo Lê rằng Việt Nam đang nổi lên giữa thế kỷ này như một ngôi sao kỳ diệu. Việt Nam chiến đấu thì đã vậy, nhưng còn với tình yêu thì thế nào? Lê đã kể cho Marta nghe về buổi chúng ta tâm sự với nhau dưới vòm trời sao quê hương, về lý tưởng, về hạnh phúc và trách nhiệm của lứa tuổi trẻ chúng mình. Nam biết không, Marta ôm giết lấy Lê mà bảo đấy là những trái tim đã biết đập cùng nhịp với lương tâm mình. Hãy cho phép mình tặng người yêu cậu tấm ảnh để mình cũng được bảo vệ trái tim anh như cậu. Thế đấy, và ảnh Marta đây. Anh hãy cất vào túi áo ngực cùng với ảnh Lê anh nhé. Nhưng Mai à, thư và ảnh gửi cho người chiến đấu, chứ có gửi cho người thương tật đâu. Nhưng người thương tật ấy vẫn đang mặc quân phục. Lần này phải viết thư cho Lê đấy. Thôi, Mai phải sang khoa ngoại đây. Anh Hoạt hôm nay được thay chân bột. Nhưng em phải nói trước, cởi băng mắt thì êm dịu, nhưng dỡ chân bột thì rất đau, còn đau hơn cả bó bột nữa đấy. Cứ yên chí. Yên chí. Kê nhỉ. Được, để chờ xem. Chúng mày đi ra đi. Đi ra hết. Chết,
Nhanh lên. Nào không đấy. Cảm ơn. Dùng nhát. Để anh Hoạt của em có khóc cũng được tự nhiên anh nhỉ. Như cái hôm em khênh anh vào hầm điều trị mà. Giá hồn ai anh đừng khóc, để em bó kỹ hơn. Có phải hôm nay đỡ bó lại không? Ơi, anh sắp khóc chưa? Anh đã sắp khóc chưa anh Hoạt? À, anh Hoạt sắp cười rồi kìa. Xong, dễ chịu rồi hả? Ôi. Sao với một mắt phải, cháu cũng nhìn thấy vạn vật rồi. Mai này. Dạ. Đưa Nam ra ngoài. Vâng. Cẩn thận Nam nhé. Cứ theo Mai mà đi Nam ạ.
hãy nhìn vào cả đàn bướm Nam ạ. Này, hãy dẹp ảnh người yêu cậu về một bên, để tâm đến cái xe kia kìa. Họ đến để bàn chuyện chuyển thương binh mất sức về hậu phương. Thì can gì đến mình? Ok. Thế cậu không biết gì à? Mình thấy danh sách có cả tên cậu. Mời các đồng chí sang làm việc với tổ chức trước. Vâng. Thấy chưa em ơi? Tao ra vào cái trạm quân y này đã thành thổ công rồi. Tao còn lạ gì chuyện ấy nữa. Vô lý, thế là thế nào? Bác sĩ đâu? Không biết. Sao các đồng chí lại tống tôi về hậu phương? Ơ kìa, sao đồng chí lại gắt với tôi? Có chuyện gì thế nào? Báo cáo bác sĩ, thật vô lý, sao lại đưa cháu về hậu phương ạ? Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây đã. Đây là vấn đề chính sách Nam à. Nam đã bị hỏng một mắt và một mắt bị đau. Nam về hậu phương sẽ có điều kiện điều trị tốt hơn và nhận một công tác thích hợp. Thích hợp? Thích hợp? Thích hợp nhất là cho cháu ra chiến trường. Còn một mắt cháu cũng ra chiến trường. Mà nếu hỏng hai mắt cháu cũng xin ở lại đây. Anh Nam tốt lắm chú ạ. Nam rất tốt. Mình hiểu. Trước khi cầm dao mổ, mình đã cầm súng như Nam. Đừng coi mình chỉ là bác sĩ, mà hãy coi mình như một người cha hay người chú đang lo cho cuộc đời còn rất dài và rất trẻ của Nam. Nam có những giới hạn về thể lực, mà con người dù có nhiệt tình đến đâu cũng không thể vượt qua. Xưa nay chưa có một thương binh nào hỏng mắt mà lại ở lại mặt trận. Khi cha cầm gậy tre xông lên giết giặc, cha có nghĩ rằng chỉ 20 năm sau con của cha đã đánh giặc bằng những vũ khí hiện đại như thế không? Cha đã hy sinh cho lứa tuổi chúng con. Thế thì con phải làm gì đây? Khi tay con còn cầm súng được, đầu óc con còn suy nghĩ được, mắt phải con còn nhìn được, chẳng lẽ con lại quay về hậu phương khi cả nước vẫn hành quân ra trận?
Hoạt, im ngay cho tao nhờ. Mày biết hết rồi đấy. Cuộc đời chúng mình là thế thôi. Đã quyết hiến dâng tuổi thanh xuân, chẳng lẽ lại nửa đường bỏ dở? Hoạt, mày hiểu tao chứ? Ủng hộ tao đi. Ừ, đi đi. Nói thế thôi chứ mày đi là phải. Mà đêm hôm thế này, đường rừng không có giao liên, mày làm thế nào đi được? Tao đi theo hướng có tiếng súng. Đúng đấy, đi đi. Luôn với mày đêm nay. Tao đi nhé. Ừ. Bị bo, dậy. Đằng kia có người bị ngất.
Ôi, em đang ngất đây bà. Người ngất làm anh giải phóng. Thôi nào, thi hành mệnh lệnh của tôi, đi. Thì đi. Theo như giấy tờ, đây là một thương binh trốn viện. Ôi giời ơi, ngất thì ở viện mà ngất chứ lại ra rừng mà cảnh. Nhớ giờ tôi cũng ngất thì ai chiêng nổi tôi. Suốt nửa tháng dài toán là đột xuất. Cố gắng, xong hôm nay cho Pipo nghỉ một ngày. Chào chị đội trưởng. Mà bắt tôi còn lý sự hả? Giá mặt trận hiệu ai nhỉ? Ông có biết như thế là ông vô kỷ luật không? Ông nhóc, hai người chờ tôi ở đây, tôi đi dò đường trước nhé. Thôi chị để em đi cho. Thương binh có sao không? Dù có chiến đấu suốt đời, cháu cũng không hết ân hận. Chị ấy đã vì cháu mà bị thương. Khi cháu cứu Khuê, Khuê cũng nói với chú như vậy. Và ngay chú có lúc đã được đồng chí mình cứu sống, có lúc lại cứu sống đồng chí mình. Đó là mối quan hệ tốt đẹp nhất trong xã hội ta. Cháu ngồi xuống đây đã. Bây giờ cháu hãy nói đi, và với tình đồng chí, cháu nói thật hết cho chú nghe. Cháu nói đi. Chú ơi, chú bảo cháu đi. Thật ra khả năng con người có bị giới hạn không? Ngày chú và bố cháu cùng chiến đấu, chú cũng bị thương, cũng không muốn rời trận địa. Chú cũng đã hỏi bố cháu một câu như thế.
thật ra khả năng con người có bị giới hạn không? Đã hơn 20 năm qua, không ngờ chú lại được nhắc lại cho cháu nghe những lời của bố cháu. Khả năng con người có giới hạn, nhưng bao giờ cũng chỉ là tạm thời, vì con người luôn luôn vượt những giới hạn ấy và quy định lại cho nó. Thế thì phải khuyến khích cháu ra chiến trường, chứ sao lại đưa cháu về hậu phương ạ? Bình tĩnh, cháu sẽ không quay về đâu. Cháu xin nói thật, cháu đã chiến đấu, đã trở thành dũng sĩ diệt Mỹ, cháu có thể cầm thẻ thương binh, hưởng ưu tiên mà không hổ thẹn. Nhưng cháu mới 20 tuổi, đánh Mỹ là nhiệm vụ của mọi người, nhưng ra chiến trường thì phải là của chúng cháu. Cái gì đã cản trở cháu ra chiến trường? Có thật cháu đã mất khả năng chiến đấu không? Thế ngoài việc đi trốn, cháu đã làm gì để chứng tỏ vượt qua mọi giới hạn đang ràng buộc cháu? Phải rèn luyện, phải luôn luôn đưa tinh thần mình vươn lên nếu cháu muốn trở lại vị trí trong cuộc chiến đấu của mình. Thôi, bây giờ cháu về đi đã. Cháu về nghỉ nhé. Cháu về. Anh thấy thế nào? Đôi mắt của Nam còn nhiều triệu chứng bất ổn định. Đó là cái giới hạn mà Nam không thể vượt qua trong một thời gian ngắn. Tôi cũng rất khổ tâm vì không sớm trả được thương binh ra chiến trường. Nhưng sẽ khổ tâm hơn nếu để xảy ra thiệt hại vì vội vã. Bây giờ căn cứ vào nhiệt tình của Nam, tôi đề nghị sẽ để Nam vừa rèn luyện nhẹ, vừa điều trị và theo dõi hàng ngày. Hỏi Mai nữa.
Liệu có hy vọng gì không, hờ chú? Về mặt sinh lý học thì thật tôi cũng không ngờ. Vì vết thương ở mắt trái đã làm Nam không chịu được khói lửa. Thế thì còn ra trận làm sao được nữa? Báo cáo chính ủy về trường hợp của Nam thì cả tôi và đồng chí đều không lường trước được ạ. Tôi hiểu. Chỉ xin yêu cầu, dù thể lực cháu Nam suy sút đến đâu, bác sĩ cũng giữ vững lòng tin và ý chí phấn đấu cho cháu. Chả bao giờ cánh mình gặp nhau ngoài mặt trận nữa. Hoạt ạ, có những điều mà sức mình không thể vượt qua được. Ngày tao được khiêng vào đây nằm cùng với mày, tao cũng khóc. Lại còn chửi cả mày nữa. Thế mà rồi, trông vào cái hăng hái của mày, tin mày, mà tao tập tành rèn luyện theo mày. Thôi đừng khóc nữa, không có tao cũng khóc theo mày mất. Hoan, được, cứ để tao thử sức tao xem. Chết cái gì? Lúc này Mai phải lo cho Nam hơn tôi. Nam có còn là người bị thương nữa đâu.
Nam của em. Báo chí ở thủ đô nước bạn tới tức đăng tin chiến thắng của hai miền Nam Bắc Việt Nam. Và hàng ngày chúng em được bè bạn quốc tế sôi nổi chúc mừng. Mark ta bảo em, hình ảnh chiến thắng của Việt Nam hôm nay là hình ảnh chiến thắng của đất nước Mark ta ngày mai. Tình yêu, hạnh phúc, niềm tin của tuổi trẻ trong đấu tranh hiện nay mang màu sắc Việt Nam, mang tinh thần Việt Nam. Đấy là những câu nói mà suốt đời em sẽ không quên, sẽ phải suy nghĩ về trách nhiệm của mình, của một công dân Việt Nam đối với Tổ quốc, cũng như với bè bạn Nam Châu đã chia sẻ vui mừng với ta khi ta chiến thắng kẻ thù, mà các đồng chí ấy cũng coi như kẻ thù của chính mình vậy. Hai mươi lăm phút rồi đấy, nghỉ thôi Nam ạ. Tao chịu mày, ngồi suốt tháng mà hít khói được. Rèn luyện nó phải cho nó thoải mái, như ăn uống phải ngon lành mới được chứ. Ra đây tao quạt mát cho một lúc đấy, Nam. Em kể để anh nghe. Có lần em đã chiến đấu
trong khi quân địch ném chất độc hóa học vào trận địa. Hơi độc làm cho em choáng váng ngay từ phút đầu. Và bây giờ thật khó mà kể để anh hình dung hết được giờ phút vô cùng nguy hiểm ấy trên chiến trường. Quân giặc đeo mặt nạ phòng độc xuất hiện như một bầy quỷ dữ. Cứ mỗi lần ném xong một đợt hơi ngạt, chúng lại hùng hổ lấn về phía quân ta, vừa chạy vừa thét lên những tiếng ghê rợn. Còn anh em mình chiến đấu rất kiên cường, nhưng từng đồng chí một cứ lần lượt ngất đi vì nhiễm độc. Chúng em phải thay nhau giữ vững trận địa. Nhưng rồi tiếng súng của quân ta cứ thưa dần, thưa dần. Thậm chí có lúc im hẳn, mà những quả đạn hóa học của quân thù thì vẫn tiếp tục lăn xuống từng chiến hào. Lúc ấy hơi ngạt trùm kín lấy trận địa. Không khí bỗng nhiên như bị đốt cháy hừng hực, rồi như đông đặc lại, ném chặt xuống. Trong khi đó, quân địch vẫn tiếp tục lấn tới. Đồng chí đại đội trưởng là người có sức chịu đựng hơn cả. Đồng chí đã rất bình tĩnh nhặt một quả đạn hóa học ném trả về phía quân địch. Nhưng cũng lúc ấy, đồng chí bị thương. Em muốn chạy đến đỡ đồng chí, nhưng không sao bước nổi. Không khí ngột ngạt quá, làm em không tài nào thở được. Lúc ấy chính em cũng đang bị lả dần. Nhưng đột nhiên em nhận ra một hiện tượng kỳ lạ. Màu đen của khói đạn quân ta như đẩy màu khói trắng hóa học về phía quân địch. Tại sao thế nhỉ? Đầu óc tỉnh hẳn lại. Em cố quan sát một lần nữa cho thật kỹ. Đúng là khói đạn nặng hơn khói hóa học, nên có sức đẩy khói hóa học trở lại và bổng lên cao. Thế là quên cả choáng váng nghẹt thở, em lao tới chỗ đại đội trưởng, đề nghị với anh cho tập trung toàn bộ lựu đạn ném vào giữa đội hình quân địch, để vừa tiêu diệt chúng, vừa dùng khói lựu đạn hất khói hóa học lên cao, tránh cho quân ta khỏi tiếp tục bị nhiễm độc. Anh ạ, thế là trận đánh diễn ra đúng như lời em đề nghị. Lúc trông thấy những tên địch cuối cùng rút chạy, cũng là lúc em gục xuống ngất đi. Vì thế bây giờ em cần phải rèn luyện cho quen với khói lửa. Mày giỏi đây, thông minh lắm. Thế mà làm việc với nhau hàng tháng rồi giờ mới kể. Uống nước đi Nam. Tao rất quý mày, nhưng tao cũng quý cả cái cô kia kìa. Cô ấy đạp xe phát điện như thế 9 năm rồi. Gia tính đi vòng quanh nước ta thì cũng được vài vòng như đấy. Cô ấy lại là người đã dựng lên những lán trại đầu tiên như cái quân y này. Thế mà chả suy bì, chả đòi hỏi. Cứ kiên trì công tác, kiên trì học tập, phấn đấu mỗi năm lên một lớp. Năm nay là thi tốt nghiệp hàm thụ đại học đấy nhé. Nam ạ, rèn luyện thì đừng có nóng vội, phải kiên trì như cô ấy mới được.
Giúp ta một tay. Dù sao tao vẫn khen mày, lửa khói đã thua mày rồi. Sao các đồng chí lại không cho Nam ra bãi bắn? Dù có về hậu phương, Nam cũng tham gia dân quân, cũng cầm súng chứ. Hay là chú cho Nam bắn đi, cứ thử xem chứ ạ. Bác sĩ ạ, Nam là người nhất định đoạn tôi đấy. Nam bắn khá lắm, cho Nam bắn. Ôi, bắn đi Nam. Bắn đi. Nếu thấy chó bắn thì đừng bắn. Nam ạ. À. Đúng đấy. Phải nhiên là. Phải thật nhiên lặng thì nó mới bắn được chứ. Mà hai mắt nó còn mở thao láo đấy kìa. Thì đã bất cờ lệnh làm gì nào. Anh vừa nói người ta là quan một, giờ lại bắt nhắm một mắt cho người ta bắn à? Rồi. Alo Long, Nam nó đã rèn luyện thắng lợi, đơn vị mày có nhận nó không nào? Hả? À, được. Alo Nam, nhớ là thử thách chính vẫn phải là ở chiến trường, phải cố gắng nhé. Ước mơ, lý tưởng, niềm vui, tất
tất cả đã trước mắt cậu rồi. Đừng quên thằng bạn nỗi khổ của cậu nhé. Không, em tiễn anh đi quãng nữa. Niềm vui ấy. Hôm nay anh Nam lên đường, Mai mới nói để anh hiểu rõ Mai hơn. Trước đây Mai là diễn viên múa trong đoàn văn công. Mai chỉ mơ ước trở thành người múa ba lê. Nhưng bom Mỹ đã làm gãy chân Mai. Từ đó, chân Mai mất nhạy cảm nghệ thuật. Mai chỉ còn biết lấy việc phục vụ các đồng chí khác làm niềm vui. Thank you.
cẩn thận, kẻo dễ mất ảnh người yêu đấy. Thủ trưởng cứ tin rằng mắt em còn nhìn rõ, không cái gì rơi được. Đồng chí Nam, đó, chuẩn bị chiến đấu theo đúng hiệp đồng, đó.